Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cóp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây an xoa chữa bệnh gan hiệu quả không? Chúng ta thường nghe lời truyền miệng dùng cây an xoa chữa bệnh gan cho hiệu quả rất cao, lại không gây tác dụng phụ như khi uống thuốc tây. Thực hư tác dụng của cây thuốc này như thế nào? Chúng ta và các bạn độc giả sẽ cùng tìm hiểu rõ trong video ngày hôm nay. Cây thuốc an xoa từ lâu đã được ứng dụng để điều trị các bệnh về gan, phổ biến nhất là men gan tăng, gan nhiễm mỡ, viêm gan do các virus siêu vi B, C, ngăn chặn nguy cơ ung thư gan, gan nhiễm mỡ. Trước đây chúng ta sử dụng cây thuốc này chủ yếu theo kinh nghiệm truyền miệng của ông cha ta, nhưng sau này chúng ta đã được nghiên cứu chuyên sâu và đưa vào điều trị bệnh cho nhiều người. Như vậy, cây an xoa chữa bệnh gan hiệu quả như thế nào? Theo đông y, an xoa là cây thuốc quý có vị ngọt, lành tính, hương thơm, dễ chịu. Chúng có thể dùng để chữa nhiều chứng bệnh khác nhau như bệnh ở gan, đau lưng, mệt mỏi, mất ngủ, v.v. An xoa có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải mỡ, nên còn được những người bị béo phì hay mắc bệnh gan nhiễm mỡ tìm dùng cho hiệu quả rất nhanh. Các thành phần nổi bật của cây thuốc an xoa đó là flavonoid, acolot, nhiều loại enzyme quý khác nhau có công dụng chống oxy hóa, bảo vệ bề mặt gan, thúc đẩy tái tạo các tế bào gan tổn thương, chống độc và giải độc cho gan, tăng cường chức năng gan. Chính những lợi ích như vậy mà nhiều người tin dùng cây an xoa để chữa gan nhiễm mỡ, viêm gan cấp và mãn tính. Tuy vậy, các thầy thuốc và y bác sĩ khuyến cáo người dân nên sử dụng cây an xoa đúng cách. Nhiều cơ sở sản xuất cố ý phóng đại công dụng của cây thuốc để thúc đẩy doanh số. Nên nhớ, cây thuốc có thể giúp giải độc nhưng có mức độ nhất định. Nếu dùng tùy tiện có thể phản tác dụng và gây tác hại không mong muốn. Khi khám chữa các bệnh về gan như bệnh viêm gan B, xơ gan cổ trướng, ung thư gan, các thầy thuốc, bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân dùng thuốc đặc trị kết hợp với cây thuốc an xoa. Cần thực hiện đúng theo toa thuốc, không nên tự ý tìm mua cây an xoa để chữa bệnh đơn lẻ. Liều lượng sử dụng cây an xoa. Cây thuốc được thu hoạch, sắc lát và đem phơi khô. Hàng ngày dùng 150g thuốc khô với cách nấu như sau. Lần thuốc đầu, cho hết 150g thuốc sắc với 1,5 lít nước, canh thuốc cạn một chén thì chắc hết phần nước. Lần thuốc 2, tiếp tục cho vào 2 lít nước sạch, đun đến khi cạn còn 2 bát con. 3 bát thuốc thu được sau 2 lần sắc hòa chung với nhau và chia ra uống nhiều lần trong ngày. Thời điểm uống thuốc tốt hơn là sau khi ăn nửa tiếng. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào cơ địa và mức độ tổn thương ở gan mà liều lượng này sẽ thay đổi. Tốt nhất bệnh nhân hãy nhờ bác sĩ và thầy thuốc giỏi tư vấn thêm. Không nên tự ý sử dụng thuốc để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188 hoặc 0906 939 166.